Lê Mại Sứ Tiên cùng thỉnh mời. Lê Mại Sứ Tiên thỉnh mời tham gia xứng bàn đền tôi linh. Ngày hôm nay sắc ra
sân áo xít khắc thường, sân đi hài sao tựa nhựa khai hoa, đầu lọt chiên lắng hoa quẩy lưng đai xanh bồ đầy sao quay trên đầu lượng rắt dâm mơ cài. One.
anh xin đền tam cờ gió mát răng ngơ thành. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
so các vị giàu sang đời đời, đem so các vị đời đời giàu ngược tôi lại về biển xuôi, con đường đi bướm lượn hoa cười. Lộc tài dù mới tan xa, bốn phương người họp để đã thằng này ban cho tiền tốn đua say, bồng lộc cho năm thì đến đây càng bạn do giải nhất nhất sang tiêu hồng lộc do nhiều hơn năm ngoái năm xưa thành đầu con khi sớm cùng thờ 30 mùng 1 ngày 14 hôm rằm 30 mùng 1 14 hôm rằm. Điệp kim bốn ni sáng vào ngọc điện kim son trói lòng
nói thế vàng tôn tươi. Bậc thần nữ phong tư nhan sắc, về khuynh thành nhất bậc trần gian hay hay, mang phân tựa hương nghĩ à. Bậc thần nữ phong tư nhan sắc, vẻ khuynh thành nhất bậc trần gian hay hay, mang vật tựa hương nghĩ hay hay, ma vật tựa hương, mặt hoa đầy đặn sắc vương chữ điện, vẻ thiên nhiên hình dung tầm thương, con hải huê càng bước càng xinh ý à. Thanh gia hồi cung tam quang chiếu bao la thế giới, vầng nguyệt soi trói lọi tam thiên đền thờ, phong nguyệt vô biên ngôi đền đi thờ, phong nguyệt vô biên gió thu dịu dặt, trường nghi thiền nhật khôn đi. Trình niệm tan nhớ xưa tình cũ, trôn lạc châu thủy tu sơn đỉnh đông cuộc công chúa giáng sinh. Đông cuộc công chúa giáng sinh, giáng vào lành tộc phúc lành quyền cao. Đồng cổ vân phong nghĩ đường vào cho đền già thông, núi non trùng điệp thông dòng đi về đi lòng ơi sao lòng người. Biến đề tối linh ý quản cái các bồ sơn tinh, tay lục bát thổ sơn tinh hai hàng thì lòng ơn sao nó ngơi. Thank you.
Làm sao
chúa đi rừng thiêng lắm lối. Này người ơi, nay đã tròn đôi lại chúa đã tròn đôi đầy thôi. Đôi núi bao la lên ngàn đi hái trăm hoa, hai hoa mang về đến đây biết bao thành đồng chờ bóng ban khen, biết bao thành đồng chờ bóng ban. Ngày ngày tu luyện có phép tiết ta quý sở uy đi lo ơi sao lo ơi đi lo ơi. Một đời làm phúc cứu dân đi hiện trường say bật đoàn không nghĩ hồ bát bường đồng thì phục được nghĩ người này đục chúa thì đổ cho đi lòng người sao lòng ơi. Nhớ ớt buốt đầy thượng dòng cảnh sơn cùng bình thủy chúa băng rừng thắp thu đồng tiên đi lo người sao lo ơi. Gầy đàn nót đứt khúc ca chiêu hồn đi ngang cây đàn then âm dương thấu tỏ lái giang về còn có chất bay thì lo người sao lo ơi thì lo người. Chấm hoa đi trang bạc đôi kiềng vàng gặp nam gặp nam
tí non người sao non ơi, tí non ơi. Làng sớm chúa ngự thành bàn đi nga nga, tay cầm tinh đầu cá vang núi rừng đi nga nga. Tu tiên khi dùng công nghi pháp chỉ, phép nhập màu ta quỳ sơ uy. Tí lọt người sao lọt ơi, âm dương khúc nhạc đều thét tí non người tí non ơi. Biển làng sơn đi ngơ ngơ, thổ bát đường đều thì cũng phục nghỉ. Nhớ bà cây đứng về ba tí non người bị lọt ơi. Nhập hồn tình đầu ai đã tí lọ người tí lọ ơi. Phó cho phòng sự khói nhằm
Tam đảo đi
dâng nhất bàn văn châu chú tiên dâng văn chú bà đệ nhất ở trên đỉnh Tây Thiên. Hãy
nguyện đồ có phen về tới kinh đô. Nguyện hầu rằng đất chùa bói
đến tới Bắc xa yên thế hỏi thăm đền xuống nguyệt nên nơi nào ca ghế hỏi thăm phố ghép đi vào ý. Hỏi thăm phố kép mà vào ngã tư bố hạ được đi vào mó thăm đi phía trước cửa đền có hồ ba nguyệt sáu lưng đền đề đã xếp lô số bột của hoa trắng dâng lên ý à. Bốn mùa hoa trái dâng lên người đi tấp lập đôi bên dầu vào ngự trên cao mà lòng người đau xót nhớ khi xưa thái tổ đời thế nhưng có một người bà là con gái thôn một đi người con gái thôn quê thương ấy nên đã phải là nhất tâm chùa sông âm thầm mồ côi cha mẹ gặp được thầy thủy cốc tiên sinh cả một đời làm phúc cứu dân ý à. Một đời bà làm phúc cứu dân tiên sinh phù phép đặt tên nguyện danh tiếng đồn về tới kinh đô có chú nguyện hồ xem bói thất nại ai đi xem bói cầu không mưa sai về nào âm dương đồng chạm thế nào xem bấm dương đồng chạm thế có mắt lờ trên cung cao đế đình mau mau sửa lễ gia trình thình mời chúa bói lai lâm xuống bàn đền
đời xanh mi hai sao đốt chiêng quạt trầm thế vậy thực là người tiên giáng chân tốt tươi hỏi về thanh tâm chỉ sống sống càn chỉ chân chân át về đâu điểm phật tô trang tay cầm đàn tình điều nang điều đường hai sao
Phật trăm thế vậy thực là người tiên giang trần tốt tươi mọi về thanh tâm minh. Mẫu cho giang thế sự tạ ơn.
bách bệnh u sầu miền thổ não, cứu cho người già mạo phong xương, cứu cho ghi chúa thoát khỏi tai ương. Thank you.
người bước áo trắng đai xanh lưng đeo xa tích ở bên mình tôi sao có đôi mắt thương huy cay chấm dắt vầng tràn cao về mặt càng xinh bôi son nở đóa hoa quỳnh lịch sử mắt đi ngời tu ba tóc rơm ra rẻ ngôi cánh phượng mà lẹt cong cong uốn nườn đường tơ xinh xinh để liêu thất thà ngả bước ngao du trên đỉnh non cao bường bì bước đập phố sao ý à chưa thác lại về Kim Bồ chiếc thuyền rồng chèo chơi bên ngọc mà dò con sông Đà sao khắp dưới khe từ hàng mi bước về xuôi bậc thuyền chú thác trèo bơi sông Đà
chiếc thuyền dòng treo bơi bên ngọc đề, dọc sông Đà rào cắm suối nghe chín hàng biển xuôi rút treo về. Họ Sô Quan ơi, họ Sô Quan, họ Sô Quan ơi, họ Sô bờ suối tiếng sóng ai đi vô bị sườn non ơ hò ơ dường như là tiên chúa hái hoa bên đường, dường như là tiên chúa ta về bản đền đây xuân lên sắc đi xuân lại về trên bản đường, xuân lên sắc đi xuân lại về trên bản đường. Nó quạt bên lâu
dầu về ca vàng. Bên sườn núi măng giang măng đứa cùng măng xe lấm mọc thơm bay cây chua súng tát gừng ngờ cây. Khê chua súng nghi chát gừng cay bị ngô mướp đắng ngô khoai lạc vừng chiều hơn thơ băng rừng đốt củi dưới sông Đà vịt lội nhập chỗ ai lên cảnh đẹp thác bờ ngắm xem phong cảnh thật là nên thơ hữu tình. Bạn để đây trong đường trong ngồi ý